Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Từ đêm nay đến trưa ngày 11, thời tiết trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa ít có sự biến động. Gió còn thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ phổ biến chỉ khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét và mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi. Tầm nhìn thông thoáng nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường. Sau đó, từ khoảng chiều tối ngày 11 tháng 1, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc, nên gió Đông Bắc có khả năng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5 đến cấp 6 ở tại vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và ở khu vực Bắc Biển Đông gây biển động trở lại. Đợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh và suy yếu nhanh, nên thời gian gió mạnh ít kéo dài và có khả năng đến khoảng ngày 16 và ngày 17 thì không khí lạnh mới hoạt động trở lại. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió vẫn duy trì theo hướng đông đến đông nam và hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 3, có lúc cấp 4, cùng với tình trạng ít mưa nên thời tiết không gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Sau đó, từ khoảng chiều tối ngày 11 tháng 1, thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên mức cấp 5, sau đó có thể đạt mức cấp 6 gây biển động. Do không khí lạnh vào ngày 11 hoạt động không mạnh nên ít có khả năng dồn sâu xuống phía Nam. Vì vậy mà vùng biển khu vực của miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn trong đêm nay, ngày mai và vài ba ngày tới thì gió vẫn thịnh hành theo hướng Đông Bắc đến Đông nhưng cường độ không mạnh, chỉ ở mức cấp 4 và sóng biển dưới 2 mét. Thời tiết ổn định, trời nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Vùng biển ngoài khơi của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, từ nay đến hết ngày 11, gió Đông Bắc có cường độ gió phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5 nên không gây biển động. Từ chiều tối ngày 12 thì gió Đông Bắc ở khu vực này có khả năng mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc gây cấp 6, gây biển động trở lại nên phần nào ảnh hưởng đến sự lưu thông của các tàu thuyền có trọng tài nhỏ trên khu vực. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, trong khoảng 3 ngày tới, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, thời tiết ít biến động, gió Đông Bắc ở tại đây hoạt động yếu chỉ ở mức cấp 3, biển êm. Thời tiết phổ biến là không mưa, ngày có nắng và tầm nhìn xa trên 10 km, nên thời tiết tiếp tục ủng hộ cho hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, cũng như là những chuyến tàu đến với đảo Phú Quốc vào những ngày cuối tuần này. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.